kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trong những năm qua, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện tình hình thực tế của địa phương nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Là một trong những phường đông dân cư sinh sống tại thành phố, hàng ngày có hàng chục lượt người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Hôm nay, bà Đinh Thị Bích Hà, trú tại tổ 11 phường Sông Bằng, đến để làm thủ tục về tư pháp hộ tịch. Theo bà Hà, so với trước đây thì bây giờ người dân đến Ủy ban Nhân dân phường được đón tiếp nhiệt tình. Và cái mới là được nghiên cứu các loại thủ tục hành chính liên quan đến người dân. Hôm nay tôi đưa con tôi đến đây để làm thủ tục giấy tờ tùy thân để cho cháu chứng nhận cho cháu là hộ độc thân. Tôi đến đây được các anh các chị ở phường rất là tận tình, chu đáo giúp đỡ chúng tôi làm việc nhanh chóng. Từ lúc tôi còn trẻ tôi cũng có đi làm giấy tờ nhiều thì tôi thấy bây giờ thì các thủ tục giấy tờ nhanh gọn hơn. Các anh các chị ở rất là chu đáo giúp đỡ chúng tôi hoàn thành thủ tục giấy tờ thật nhanh, chóng, gọn, nhẹ. Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Để thực hiện chương trình cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của cấp trên, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác đúng thời gian quy định. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban phường thì đã quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đặt cho các tổ chức, đơn vị cá nhân có nhu cầu khi đến giao dịch tại Ủy ban Nhân dân phường. Về phía Ủy ban phường thì trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm 2022, thì đã quan tâm chỉ đạo ban hành các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính. Thứ nhất là liên quan đến rà soát về thủ tục hành chính, thời gian có thể cắt giảm được hay không. Đấy. Thứ ba là quan tâm chỉ đạo trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức chuyên môn trong việc mà phục vụ thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân khi đến giao dịch. Thứ nữa là cũng quan tâm đến tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính tại phường, tại trụ sở, bộ phận một cửa của phường. Thứ hai nữa là trên trang thông tin điện tử của Ủy ban phường. Thứ ba nữa là trên trạm truyền thanh của phường và trên trang mạng xã hội của Ủy ban phường để người dân được nắm được thông tin về liên quan đến các thủ tục hành chính, bộ thủ tục hành chính được thực hiện tại Ủy ban nhân dân phường. Cái thứ nữa thì cũng quan tâm đến bố trí sắp xếp về cơ sở vật chất để làm sao người dân đến cơ quan trụ sở có cái nơi làm việc được giao dịch được tốt nhất. Đấy thì trong thời gian vừa qua thì cho nên cái mức độ mà đáp ứng của Ủy ban nhân phường Sông Bằng đối với nhu cầu của người dân thì cơ bản là được đáp ứng và được người dân có đánh trách nhiệm đánh giá là được là có thái độ phục vụ thân thiện và nhanh. Có thể thấy công tác cải cách hành chính của phường Sông Bằng ngày càng đi vào nền nếp hiệu quả. Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giải quyết đúng thẩm quyền đối với từng loại thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần bảo đảm an toàn, nhanh, tiện lợi trong các giao dịch điện tử, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, việc bố trí cán bộ trực tại bộ phận một cửa còn thiếu, hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu là những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương này. Đấy thì trên cơ sở những nét ý tôi vừa phát biểu trên thì một số thì có nét thuận lợi thì là vừa nêu và còn một số những tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua liên quan đến cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân của Ủy ban phường thì cũng có gặp phải những một số mắc khó khăn. Cái thứ nhất là về thời gian thực hiện thủ tục hành chính thì cũng có một số thủ tục hành chính thì cũng do là giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường cũng tương đối là nhiều thủ tục đấy, thì và một số thủ tục hành chính thì liên quan đến cũng có chậm trễ hẹn cho người dân, đặc biệt là liên quan đến trực tiếp đến các cán bộ lãnh đạo mà phụ trách lại trùng với thời gian họp giải quyết các công việc khác, cho nên là thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính mà trả trong ngày thì cũng có trễ hẹn, và cũng phường thì cũng có văn bản mà và phúc đáp và xin lỗi để làm sao người dân giảm tải cái ức chế cái những việc mà là do chậm trễ mình gây nên. Cái thứ hai nữa là về vướng mắc thì cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính, tại vì nó liên quan đến chuyển đổi số hoặc là dùng công nghệ vào liên quan giải quyết thủ tục hành chính thì phường được giao nhiệm vụ là giải quyết ở mức độ 3-4, nhưng tuy nhiên thì cái vấn đề này thì do là cũng một số tổ chức cá nhân thì cũng chưa được biết đến những bộ thủ tục hành chính được giải quyết qua môi trường mạng đấy, thì cho nên là cái việc này thì cũng hạn chế đến cái kết quả của giải quyết thủ tục hành chính trên mức độ 3-4 trên môi trường mạng, nên là cũng ảnh hưởng đến cả cái chỉ số cải cách hành chính của phường trong thời gian qua. Cái thứ nữa là do là khối lượng thủ tục hành chính nhiều, nhưng mà một số thì số cán bộ công chức được giao ở tại phường ấy thì cũng chưa đáp ứng được. Này là do là khối lượng nhiều nhưng mà cán bộ công chức thì ít, một số thì lại trong thời gian nghỉ chế độ, một số thì do áp lực công việc nữa thì lại xin nghỉ thôi việc, cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái kết quả phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn phường thời gian qua. Đấy thì cơ sở vật chất thứ nữa thì là cơ sở vật chất trên địa bàn phường mặc dù đã được quan tâm cải tạo cái bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ ấy, nhưng tuy nhiên thì cũng phải là lồng ghép vào cho các bộ phận khác làm việc ở địa điểm đó, cho nên cũng ảnh hưởng đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân tại phường. Trong 8 tháng đầu năm 2022, phường Sông Bằng đã tổ chức tuyên truyền luật đất đai, luật hộ tịch cho cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 theo quy định của cấp trên, thực hiện công khai niêm yết thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân dễ nhìn, thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính đúng quy định pháp luật, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân luôn được chú trọng, tổ chức thực hiện thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, phường đã tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ, trong đó lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực có hơn 7.800 hồ sơ, không có hồ sơ bị trễ hạn. Qua những kết quả này, có thể thấy cải cách nền hành chính ở phường Sông Bằng đã tiến hành nhiều năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc, đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp thực tiễn. Công cuộc đổi mới toàn diện yêu cầu phát triển về nền hành chính lấy mục đích phục vụ nhân dân, vì dân cũng như hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính. Trong thời gian tới thì
cấp ủy, chính quyền phường thì cũng đã nhận thức được rõ cái công tác mà giải quyết thủ tục cho hành chính cho tổ chức và cá nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, một trong những cái là cái việc mà phải quan tâm trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đấy thì trong thời gian tới thì phường Sông Bằng, lãnh đạo ủy ban phường Sông Bằng thì cũng tiếp tục là quan tâm là triển khai cái quán triệt triển khai cái chỉ thị số 010 năm 2021 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Cái thứ hai nữa là bám sát các chương trình kế hoạch về cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện để giao cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo phụ trách và cán bộ công chức chuyên môn phụ trách từng thủ tục hành chính để quan tâm để nắm rõ về chủ trương về biện pháp tổ chức thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính. Thứ nữa là cũng chỉ đạo là công chức chuyên môn là phải tập trung cố gắng hết sức tối đa trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân khi đến giao dịch và hạn chế đến mức thấp nhất trong việc chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. Đấy thì cái thứ nữa thì cũng phải kiến nghị với cấp trên là quan tâm bổ sung kịp thời thì công chức chuyên môn hiện nay đang còn thiếu ở một số vị trí công tác để đáp ứng trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Đấy thì và thứ nữa là tiếp tục duy trì cái việc mà đăng tải danh mục bộ hồ sơ thủ tục hành chính trên các tại bộ phận trụ sở cơ quan, và thứ hai nữa là trên cổng thông tin điện tử của phường, thứ ba nữa là trạm truyền thanh của phường và trên trang mạng xã hội để người dân để nắm được những cái danh mục hồ sơ, thành phần hồ sơ, và đặc biệt là để giải quyết cái việc mức độ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng mức độ 3-4 để làm sao thuận lợi nhất cho người dân là không phải đi lại nhiều. Đấy thì vừa đỡ mất tốn kém chi phí và thời gian của tổ chức và cá nhân khi mà thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn phường trong thời gian tới. Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính ở phường Sông Bằng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn, thì mỗi cán bộ công chức cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tại bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần thái độ phục vụ cho cán bộ công chức, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đến với người dân, nhất là những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đến đây, chuyên mục cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.